Chào mừng các bạn đã đến với kênh Điều Hay Cuộc Sống. Hãy like và đăng ký kênh để giúp chúng tôi phát triển kênh và chia sẻ đến mọi người nhiều điều hay trong cuộc sống. Hôm nay, kênh sẽ chia sẻ đến mọi người về 5 điều bạn phải sẵn lòng khi đến tuổi 50. Mời mọi người cùng xem và ngẫm. Người xưa có câu ngũ thập chi thiên mệnh dụng ý nói rằng, khi đến độ tuổi 50 con người ta đã trải qua quá nhiều biến động thăng trầm trong cuộc sống họ cũng trải qua thời gian dài tuổi trẻ theo đuổi những khát khao và ước mơ cháy bỏng. Đến tuổi 50 họ dường như thấu hiểu hơn cuộc sống, họ biết rõ hơn mình thuộc về nơi nào. Tuy nhiên, khi sang tuổi 50 bạn đừng cũng đừng nên thờ ơ quá với chuyện cuộn sống. Có 5 điều bạn cần sẵn sàng khi đến tuổi 50. Một khi đến tuổi 50 tuổi bạn phải sẵn lòng cho được mất. Tuổi 50 bạn có một bức tranh tổng thể về quá khứ và hiện tại. Bức tranh về sự từ bỏ, sự đạt được và cả sự chuẩn bị cho cuộc sống còn lại sau cuối của cuộc đời. Bạn đã phác họa được bức tranh tổng thể cho cuộc đời nên sẽ phần nào cảm thấy bình tâm hơn. 50 tuổi là đến lúc bạn phải sẵn sàng cho được mất. Suốt thời gian dài tuổi trẻ bạn đã phải quen với việc từ bỏ điều gì đó, quen với việc thất bại và không đạt được mục tiêu như kỳ vọng. Được mất đã làm bạn mệt mỏi và hao tổn tâm trí thời tuổi trẻ. Đã đến lúc bạn nên được nghỉ ngơi hãy sẵn lòng với chuyện được mất. Một thiền sư từng nói rằng khi hoa nở thì vạn vật thịnh vượng, còn hoa tàn thì là héo. Bụi cũng yên lặng như nó, và chỉ có lợi khi có mất mát. Chúng ta luôn thích vẻ đẹp khi hoa nở, nhưng lại đặc biệt ghét sự bất lực khi chúng héo úa. Tuy nhiên, nếu không có sự khô héo thì làm sao có sự tái sinh? Nếu không có sự suy tàn, làm sao có sự thịnh vượng? Khi một người 50 tuổi thì điều họ cần là hiểu thấu được chân lý được mất của cuộc sống. Hai khi đến 50 tuổi phải sẵn lòng trước vấn đề tiền tài danh vọng. 50 tuổi bạn vẫn tiếp tục làm việc. Đối với những người lao động tại Việt Nam, thì những quy định mới của luật pháp cho phép bạn làm việc đến 65, hoặc có trường hợp còn hơn nữa. Bạn vẫn còn nhiều thời gian để làm việc công hiến và kiếm tiền. Có câu rằng người ta có thể kiếm tiền tốt hơn chỉ khi họ biết cách tiêu tiền. Cũng như vậy, con người ta khi đến một độ tuổi nhất định phải có tâm lý buông xả với vấn đề tiền tài, danh vọng. 50 tuổi rồi bạn đừng để nói nó trói buộc hoàn toàn trái tim mình. Đừng trở thành nô lệ suốt đời của đồng tiền. Nghe ra thì có vẻ vô lý, nhưng nếu không thể từ bỏ danh vọng và tài sản không cần thiết, thì bạn không thể có được cuộc sống chất lượng cao. Bản chất của việc buông xả, hay từ bỏ thực sự là bước qua nó để đạt được điều gì đó tốt hơn nên là cho dù bạn muốn kiếm nhiều tiền hơn hay có chất lượng cuộc sống cao hơn, bạn cần phải bắt đầu với điều từ bỏ. Bằng cách này, bạn có thể có thu hoạch lớn hơn. Vận may không cố định. Theo cách này, bạn có thể nhận được bao nhiêu phước lành tùy thuộc vào sự khôn ngoan của bạn. Ba khi mọi người ta 50 tuổi cần lựa chọn các mối quan hệ giữa cá nhân. Chúng ta có thể làm gì để có mối quan hệ tốt giữa các cá nhân? Đại đa số mọi người tin rằng Miễn là chúng ta biết cách kết bạn tốt và đối xử tốt với mọi người, chúng ta tin rằng chúng ta có thể có mối quan hệ tốt giữa các cá nhân. Một ý tưởng như vậy là quá lý tưởng. Kỳ kỳ thực tuân thủ một cách mù quáng nguyên tắc kết bạn càng nhiều thì càng tốt, cuối cùng sẽ gây hại cho bạn. Để trở thành một con người đứng đắn ở tuổi 50, chúng ta phải lý tính và tỉnh táo trong các mối quan hệ cá nhân. Đối với những người bạn cần phải bị bỏ rơi, Chúng ta phải cố gắng dằn lòng mà bỏ qua họ. Và đối với những người bạn có mối quan hệ sâu sắc với chúng ta, chúng ta nên trân trọng họ bằng cả trái tim. Điều chúng ta đang nói đến ở đây là sẵn sàng chia tay các mối quan hệ kém chất lượng. Bạn chỉ có thể có được tình bạn thực sự bằng cách từ bỏ những người không cần thiết. Nếu không, bị ràng buộc quá nhiều bởi những mối quan hệ con người vô nghĩa sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Bốn khi 50 tuổi thì phải biết yêu ghét rõ ràng shakespeare nói rằng tất cả quá khứ là phần mở đầu tất cả những sự kiện đã qua tất cả đều báo trước một khởi đầu mới cho dù bạn đã yêu ai đã ghét ai đã yêu nhau hay chưa từng chung sống với ai đó tất cả đều đã là quá khứ phần còn lại của cuộc đời bạn vẫn phải tiếp tục con người không nên đắm chìm trong yêu hận quá khứ càng không nên vướng vào một số chuyện nhỏ nhặt nếu chúng ta để cho chuyến tàu cuộc đời dừng lại giữa chừng thì sau cùng chính chúng ta sẽ là người đau khổ đối với những người mà bạn oán hận vậy thì đừng lấy anh ta hay cô ta vào lòng kẻo làm hỏng tâm trạng tốt của bạn bạn biết đấy phần đời còn lại của bạn là đáng giá còn họ ấy thì không đối với những người bạn truy cầu mà không thể có được thì đừng mãi tiếp tục truy cầu đừng cất giấu họ trong lòng để không phải cảm thấy buồn biết buông tay nhau mới có thể hạnh phúc đối với những người khiến bạn đau khổ thì bạn cũng có thể chọn cách quên đi để không phải đau khổ mãi bạn biết không thứ mà bạn không thể buông bỏ không phải là hận thù mà là chính nỗi lòng của chính bạn sẵn lòng buông bỏ quá khứ không cần thiết yêu ghét rõ ràng để nắm chắc tương lai thuộc về mình nếu bạn không buông điều cũ đi bạn sẽ nhận những điều mới như thế nào đây năm tuổi năm mươi bạn sẵn lòng từ bỏ mọi cố chấp và định kiến một chuyên gia đã từng nói khi bạn nắm chặt tay bạn không nhận được gì khi bạn mở rộng bàn tay ra bạn có cả thế giới thế giới ban đầu nằm trong tay chúng ta nhưng chúng ta đã nắm đấm bằng tay và cố chấp quá mức nên đã bỏ qua thế giới rộng lớn này khi còn trẻ và chưa trưởng thành bạn đặc biệt dễ bị xác lập các loại định kiến rằng điều này là không tốt hoặc là không đúng điều kia mới là tuyệt đối như mọi người đã biết điều làm chúng ta nhận thức sai về thế giới chính là sự định kiến của chúng ta một khi bạn xóa bỏ sự định kiến hình thành qua những tháng năm dài thì mọi thứ sẽ thay đổi và sang trang mới chỉ có bạn là người giữ lại không cho hoàn cảnh của bạn được đổi mới hãy nhìn xem tại sao những bông hoa rũ sang một bên dễ bị héo trong khi những bông hoa giang tay và hướng về phía mặt trời lại đặc biệt lộng lẫy một bông hoa thu mình lại một bên đang đắm chìm sâu trong thế giới nhỏ bé của riêng mình, nên rốt cuộc nó không thể sống đúng với con người thật của mình. Khi bông hoa trong vòng tay của nó rộng mở và thế giới nhỏ bé của nó được hòa nhập vào thế giới tự nhiên, thì cuối cùng nó cũng có thể được sinh ra dưới ánh mặt trời. Khi bạn đến tuổi 50, hãy dám từ bỏ những điều không cần thiết và khi đó bạn có thể gặt hái được hạnh phúc xứng đáng trong chặng đời quý báu còn lại cảm ơn mọi người đã xem và hẹn gặp video tiếp theo